Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Trung Quốc, Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 6 tháng 7 cho biết, một trận lốc xảy ra tại thành phố này đã khiến 5 người thiệt mạng, 88 người bị thương, 2.820 ngôi nhà bị hư hại, nhiều hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và hàng chục đường dây điện bị hư hỏng. Các trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và dọn dẹp đang được tiến hành. Theo một số nguồn tin, chuyển động của cơn lốc xoáy này có thể nâng ô tô, cây cối và mái nhà lên không trung. Một số video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cũng cho thấy cơn lốc xoáy có màu xám khổng lồ, dít lên và cuốn theo các mảnh vỡ lên bầu trời. Đường phố vương vãi các mảnh gỗ và đá. Nguyên nhân xảy ra lốc xoáy là do ảnh hưởng bởi rãnh trên cao và luồng không khí nóng ẩm phía Tây Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới. Hiện tại, các chuyên gia y tế đang nỗ lực hết sức để điều trị cho những người bị thương. Công tác cứu trợ thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân đang được tiến hành khẩn trương. Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đã được khôi phục cơ bản. Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ lượng mưa lớn gây lũ lụt chết người đến đợt nắng nóng như thiêu đốt. Đây là quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu và đã góp phần thúc đẩy biến đổi khí hậu, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Trong dự báo bão mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết có hai cơn bão có khả năng đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong tháng 7. Theo các nhà dự báo bão, hai cơn bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Bắc. Trung Quốc đang trong đợt mưa lũ lớn, theo số liệu thống kê của chính quyền tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc. Tính tới tối hôm 4 tháng 7, lũ lụt và thảm họa địa chất do mưa lớn gần đây đã ảnh hưởng đến hơn 1,56 triệu người. Do mưa lũ, nhà ở của 43 hộ gia đình bị sập và khoảng 160.667 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là 1,86 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 260,9 triệu đô la Mỹ giới chức Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở Giang Tây. Do lượng mưa lớn kéo dài, dự báo mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có đập Tam Hiệp ở Thượng Nguồn. Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình sẽ tiếp tục dâng cao. Mực nước tại Hồ Thái Hồ vẫn ở trên mức cảnh báo. Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico vừa qua đã ban bố báo động đỏ do siêu bão Berin, đồng nghĩa siêu bão đe dọa ở mức nguy hiểm tối đa. Theo đó, tất cả người dân được yêu cầu ở trong nhà hoặc tránh trú ở nơi an toàn khi bão áp sát các điểm du lịch ven biển nổi tiếng như là Cozumel, Isla Mujeres, Tulum và Puerto Morelos. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador kêu gọi người dân và khách du lịch tìm nơi tránh trú an toàn sau khi cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn do bão có thể gây lở đất và lũ lụt. Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ NHC cho biết, sau khi giảm xuống cấp 2, bão Berin đã mạnh lên cấp 3 với sức gió 185 km/h. Tính đến 21 giờ 30 đêm hôm 4 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 8 giờ 30 sáng 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam, cơn bão ở vùng Caribe, cách khu nghỉ dưỡng bãi biển Tulum của Mexico khoảng 260 km về phía đông nam. Nơi này cách điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Cancun khoảng 2 giờ lái xe về phía nam. Nhằm ứng phó tác động của bão, các trường học trong khu vực đã đóng cửa, nhiều điểm tránh trú an toàn được thiết lập để hỗ trợ người dân địa phương và khách du lịch. Hàng trăm du khách đã được sơ tán khỏi các khách sạn dọc bờ biển Mexico. Tại Cancun, người dân đã tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong nhiều ngày. Các khách sạn đã đóng ván che cửa sổ, khoảng 100 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Cancun có lịch trình trong 2 ngày mùng 4, mùng 5 tháng 7 đã bị hủy. Trước đó, chính phủ Mexico thông báo đã huy động hơn 8.500 binh sĩ để hỗ trợ người dân phòng chống siêu bão, đồng thời khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm và 34.000 lít nước sạch để phân phối cho người dân. NHC dự báo siêu bão Berin sẽ đổ bộ vào bán đảo Yucatan, di chuyển qua vịnh Mexico, sau đó hoành hành tại bang Tamaulipas, giáp dưới Mỹ. Trung tâm này cũng cảnh báo bão nguy hiểm và sóng lớn. Berin là cơn bão đầu tiên kể từ khi NHC bắt đầu ghi nhận mức bão cấp 4 vào tháng 6 năm và là cơn bão đầu tiên đạt cấp 5, cấp cao nhất trong tháng 7 này. Từ nhiều tháng qua, người dân sinh sống dọc tuyến đường Con Tum, khu vực tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn luôn sống trong cảnh lo lắng bất an. Người dân ở đây cho biết, từ khoảng tháng 3 năm 2024, nhiều vết lún nứt cắt ngang quả đồi ở phía trên khu dân cư đã được phát hiện. Trong đó có hai vệt lún nứt lớn cách nhau chỉ khoảng 200 m mỗi vệt kéo dài chừng 70-80 m bề rộng từ 30cm tới 100cm, độ sâu có chỗ lên đến hơn 1 m và có dấu hiệu tiếp tục sụt xuống sau những trận mưa kéo dài thời gian qua hiện có vị trí đất đã tụt xuống khoảng hơn 1 mét và khu vực này cũng từng xảy ra các vụ sạt lở khiến người dân không khỏi lo lắng. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền thành phố Bắc Cạn đã cử cán bộ cùng người dân kiểm tra, khảo sát khu vực này để có phương án xử lý. Theo khảo sát ban đầu, khu vực lún nứt nằm ở độ cao khoảng 40 mét so với mặt đường, cách điểm dân cư khoảng 70 mét và thuộc diện nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 60 hộ dân nếu sạt lở xảy ra. Các vết sạt trượt đã được phát hiện từ khoảng năm 2017 và do khu vực này có cấu tạo địa chất không ổn định nên khi thời tiết mưa nhiều dẫn đến lùn nứt. Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Cạn cho biết, với chiều dài ảnh hưởng lên đến 300 mét, lượng đất đá ước tính hàng trăm nghìn mét khối, điều kiện đồi dốc cao, men khu dân cư đông đúc nên dự trù kinh phí khắc phục cần khoảng 65 tỷ đồng. Đây là con số quá lớn nên ngân sách địa phương hiện không thể bố trí được. Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn cùng cán bộ phường Đức Xuân tiếp tục đến kiểm tra, đánh giá vị trí lún nứt, đồng thời yêu cầu người dân sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Theo báo cáo vừa được Bộ Công Thương công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia ước đạt 152,347 tỷ kWh, cao hơn 12,43% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thủy văn của các hồ chứa thủy điện khu vực miền Bắc có cải thiện, một số hồ thủy điện đã thực hiện xả nước theo quy trình vận hành, các nguồn thủy điện đã được tăng huy động theo tình hình thủy văn thực tế. Các nguồn nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện than khu vực miền Bắc đã được huy động hợp lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Bộ Công Thương cho biết cuối tháng 6, cơ quan này đã tổ chức họp với EVN, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, ra soát kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 7 năm 2024. Theo tính toán cập nhật, việc cung ứng điện cơ bản sẽ được đảm bảo trong thời gian còn lại của năm 2024. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho hay đối với khu vực miền Bắc, do mức dự phòng công suất điện năng thời điểm cuối mùa khô, cuối tháng 6 thường ở mức thấp nên có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh tại một số thời điểm nếu xảy ra sự cố nhiều tổ máy phát lớn hoặc nhu cầu phụ tải tăng cao bất thường. Bộ Công Thương cũng đánh giá nhu cầu điện tăng đột biến từ đầu năm 2024 đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đảm bảo cung ứng điện. Vì vậy, cơ quan này sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát việc cung cấp nhiên liệu, than, khí dầu, tình hình vận hành các nguồn điện, đôn đốc chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện các tháng còn lại của năm 2024. Theo cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu công suất phụ tải, tuy nhiên, mức độ dự phòng công suất nguồn điện còn thấp. Trong tháng 7 năm 2024, với kịch bản thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố, suy giảm công suất, thì hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ không còn dự phòng công suất. Trong trường hợp này, sẽ quyết liệt triển khai việc điều hành dịch chuyển nhu cầu phụ tải giữa các giờ cao điểm, đồng thời huy động thêm các nguồn phát diesel mượn của khách hàng để đảm bảo cung ứng đủ điện.